នៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីនឹងលើកយកប្រធានបទមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងយល់ពីសុខភាពថ្លើមចង់ដឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរក្សានៅសុខភាពថ្លើមរបស់យើងឲ្យបានល្អនឹងមានការជឿជួលរួមពីសំណាក់លោកប្រចាំបណ្ឌិតជ័យវិជារដ្ឋីដែលជាប្រចាំបណ្ឌិតឯកទេសថ្លើមក្រពះពោះវៀនឬដងបាទនៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈលំអិតនៅប្រធានបទនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកប្រចាំបណ្ឌិតតែម្ដងចា
Vấn đề cho ai lục về chế mặt đất bên trẻ chung đào tu sinh cái chuyện bên thái ông pí mộng nghi ở bờ thalam thà ta thalam biên mộng nghi yàng được mặt đất nơi không xa được biên cài được bờ mình đâu hay miết sẽ là sầm khăn cầm đất nào đây chim riệp xua bên mặt tu sinh cái chuyện chi tiết mặt đấy ngày nay nhóm lược vô bờ thiên bờ bị bảy hà thalam một bờ sải chẳng đội nhà bàn phơi cả bỏ ra rồi mà hỏi bạn như vậy rồi mà hỏi bị bà nhà thà lỡ ta tớ một nghề thà lỡ bỏ dưỡng nhưng một nghề vậy khác được đồng xa biên cài bỏ dưỡng thà lỡ cứ chỉ cao sức ca mối sống khăn đại luôn dưỡng mình ai ọt bàn đôi chiếc cao sức ca xem xế đôi chiếc cuộc bá đôi chiếc bẻ đồng lạ chẳng thà lỡ miên một nghề đôi chiếc ca sống dục chiếc score chiếc khánh ca thư mê ta bởi lý hay thà lỡ cứ chiếc ca sống dục mỗi chấm đồn thiết đôi chiếc vitamin rồi có ca bản sát chiếc bộ xem xế ca bằng ca bằng cọp chiếm hay nâng ca thua ở chiếm cọp chẳng hai bàn dân trời ca ở thả lào chiếc miền sâu cập hiệp là ổ đồng bày chiếc viên bị bài nhà hà thằng ổn ở cả lòng bọn đi tất tâm chấm đi rồi bỏ lộ vật chèm mà đập tỏ thả ta miền mùa hai đặc vệ khá tớ thua ở dương miền bài nhà hà thả lào chỉ tôi tới mùa hai đại thua ở dương miền bài nhà hà thả lào cứ dương chụp nhọc nhọc dương kế cứ miền mùa hai bay đại thông thông tí mỗi cứ tựa tôn năng ca rồi liệt là một hệt bế rồi có ca rồi liệt là một hệt xe đại dương chuộc nhập nhập chuyển kế nơi lời bị phục lúc có đôi chân nơi lời nơi không bà tê dọc bà dương đá đại dương tài tài chuộc đại thu hỏi thật là bà dương khổ tí bí cứ ca nhằm xa bía rồi có ca nhằm xa đại ca nhằm nắng rồi dạ bê dú hay ca nhằm nắng miên chụp nguồn trả ơn đại thu hỏi thật là bà dương nắng miên bà nhà khổ đại hay trong cơ cứ ca bà thân năm ra tháng năm mua chủng nón đây là miền vị trí bên chi cho ba loa đây thu ở miền bảy hà thật là trên đất nông nô và sân chơi đất nông cả này mua một nô miền bảy hà thật làm thật ná nâng ai miền cả đặc biệt nào đấy luôn chậm đơn chẳng dương khuyên tha và hai chỉ cao sập từ cao sập bằng bịa rối nhà đại còn miền bảy hà thật làm đôi khi nhom vậy mình chơi thật làm b rồi gọi thật làm c quạt miền ruộng sinh nhà vậy tiếng o nơi p đại thật làm dương với ai bùng pinh một nghề bán lượng lên tại thằng làm miền ca bị vọt tại đó là nạn cả cấn rồi có miền bắc nhà này phần lùng bạn này thằng làm cấn để thuê ai thằng làm bỏ nhiều nước đại là đôi chỉ lương rồi có tiền tật ấy nên chuyện đại có bản tay miền ruộng nhà mua chủng nuôi tiết đại chỉ ruộng nhà mình cho bà lo này là miền bắc nhà thằng làm nước đôi chỉ ca quạt miền bắc nhà sợ kỳ lô quạt thôm trong này ha, rồi có quạt miền bảy ha là phần này lương, rồi có quạt miền đông, miền rằm tham miền đông là phần này chợ ông trong này phần này thằng sơn đam nắng, còn chợ ông trong này nắng cứ chia ruộng sinh nhà này bảy ha thằng làm thằng ở nục, phần tay chia rưỡi rưỡi được nhiều màn vậy chứ ông tua tại ruộng sinh nhà đại dương khơi cho ra tại biển hồ bể được nhạc lát quạt miền bảy ha tiệt tức quạt trôn mập bé chia ruộng bảy ha tiệt tức dương thừa tới khơi nhau quạt miền bảy ha thằng làm quạt miền bảy ha thằng làm gần đó là mạng ca nít vì chẳng hạn để hụt bếp nông cao chỉ bá là tôi ở thật làm dưới tật lọc màu lọ với những cư vì hụt bếp tự hào rồi bà nhà thật làm thật ta phía chẳng ca tật lơ mà nông vây na đáy rồi có cực vây tại mặt đồng đà tam lục vật mặt đất ở phía bá nạ chung người có lòng mẫu này bà nhà chung bùa bà nhà thật lắm nhưng khuyên tha tệ tôn nông thật làm bà phết bê rồi có thật làm bà phết xê nâng được nhầm dây mình chẳng ca chá lòng mê rô nâng cứ cực vây tiếng ọ có bản tay ca bị vọt bỏ vía cứ miền ca bị vọt từ tam với hay là miền ca bị vọt nhẹ lát quạt long pi gầm náo chẳng quạt nơi khăn ông chuẩn lọc mà phây từ sam chụp nắm quạt ai miền ca bị vọt từ chỉ cần thay gầm nhẹ lát quạt tầm tại chân long mấy tháng máu chẳng ca bị vọt bỏ vía cứ từ ca địa về nhiều vòng vậy rồi có địa về nhiều bản miền ca bị vọt từ từ rồi sắp chụp cần rồi ai mùi tiết tẹt tôn nâng ca nhằm xa rồi có xa bia rồi có ca nhằm bị dạ ấy nâng cứ ca bị vọt bỏ bia tới ca dạ bị dụ đài tại dương tới chậm cầm nót khi miền ca sắc xa xa chỉ riêng mùi chậm nốn khá tha chậm nốn hay đang dạ bia cứ chịp ca cà ta cầm nót ca bị vọt bỏ ca cần thả lãm bởi sang
ចាស់នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរលាកថ្លើមប្រភេទ គឺឆ្លងអាចឆ្លងតាមរយៈការណែគាត់សម្រាលមកកូនវាប៉ះពាល់នឹងឈាមគឺវាអាចឆ្លងនៅពេលនឹងអញ្ចឹងកូនដែលនៅក្នុងពោះគឺវាអត់ឆ្លងមានរោគនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវដែលអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាថ្លើមប្រភេទ B ចំពោះម្ដាយគេតែងតែឲ្យយើងមកធ្វើការតាមដានហើយនឹងអាចធ្វើការព្យាបាលនៅក្នុងត្រីមាសទី 3 គឺបើនិយាយទៅគឺដើមខែទី 7 អត្រាឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលសម្រាលនឹងខ្ពស់ដែរឬទេព្រោះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននឹងបានច្រើនបានច្រើននៅពេលដែលគាត់សម្រាលតាមធម្មជាតិឬក៏ធ្វើការវះកាត់ចារូបិញ្ញាបត្របានជម្រាបជូនច្រើនអំពីមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យសុខភាពថ្លើមយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានឬក៏យើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបែបណាដើម្បីចង់ដឹងអំពីសុខភាពថ្លើមថាយើងរោគវិនិច្ឆ
bọn này cứ dương ai thua rô viên cháy bàn tàm và dạ cả mới chiếm cả thu vô rô viên cháy cứ dương ai bắt đầu từ lửa cả mới chiếm cả thua echo hay nâng cả thua fibroscan biệt thà thua echo cứ đôi dương thua thoảng bà đà chẳng đại kia thà thua echo búa được gọi echo thà làm đang hay biệt fibroscan cứ chiếc biệt chạy kết tế bỏ dương bỏ chiếc xâm án cứ cao quá sạch thà làm ចាអកាពិនិត្យឬក៏ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាំងពីនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាទៅឥឡូវនេះខ្ញុំសំលើកមួយចំណុចគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យឈាមការពិនិត្យឈាមនឹងយើងអាចមើលដឹងអ្វីខ្លះដែរតើតើនឹងការពិនិត្យឈាមអ្នកដែលគាត់មិនដែលធ្លាប់បានពិនិត្យសោះគាត់គួរតែមើលបញ្ហាឬងធ្លាមប្រភេទ B ឬក៏នៅរឿងមុំរហូតអង់ទីកនឹងចាតើតើនឹងអង់ទីកយើងតែងតែយល់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងបានយល់មួយចំនួនហើយប្រភេទថ្លើមប្រភេទ B គាត់អាចមានអង់ទីកដែលយើងចំណាំនិយាយថាមានអង់ទីកពីកំណើតពីធម្មជាតិទៅណាហើយមួយទៀតគឺការមានអង់ទីកដែលយើងចំណាំនិយាយថាមានអង់ទីកពីកំណើតពីធម្មជាតិទៅណាហើយមួយទៀតគឺការមានអង់ទីកដែលយើងចំណាំនិយាយថាមានអង់ទីកពីកំណើតពីធម្មជាតិទៅណាហើយមួយទៀតគឺការមានអង់ទីកដែលយើងចំណាំនិយាយថាមានអង់ទីកពីកំណើតពីធម្មជាតិទៅណាហើយមួយទៀតគឺការមានអង់ទីកដែលយើងចំណាំនិយាយថាមានអង់ទីកពីកំណើតពីធម្មជាតិទៅណាហើយមួយទៀតគឺការមានអង់ទីកដែលយើងចំ
mà tích làng mà quỳnh của nơi nông bởi dân dễ bị thân làng rộp hết bế và hai chị bài sắp tới bài sắp ràng phía rối cứ ai chia quýnh đã có luôn bia miên bà hai chị đọc tới đọc ràng phía rối miên ca vì vốt tới chị ràng rầy. Ồ, chắc mình nên thà biện thà ông thì cô à ca bia chủng ngư thân làm bà phết bấy nên mình nên thà ô ai tình yên ông thì cô à nâng hát mình ai cả nơi bà phết chủng ngư đi tê còn thà ai cả được nghĩa bằng tay ai nằm chia ba tới vịnh đời thông mà chị tiện tông lại nít trong bà chị ở chú bà hình tích thà nẹ đại cô à ọt miên toàn miên ông thì cô quạt ọt chứ quạt ra cả chạm vào sáng đâm bay ở đó rồi bọn cả biết được cái dân hai thằng ông bị cua thì ai nè để quạt lọp chứ bỏ hói
quạt ai chia từ bên luôn ấy bên nó cứ bậc cao ông bị co ô tô một tích là màu luôn ấy chẳng hạn cứ ở trời ca chạm vào sáng rồi gọi trời ca cả chia bài tê bài hàng quạt chia hai quạt miệng ông bị co hỏi rồi nó cứ dùng hai thằng ông bị co bị thua một chia rồi ai được nhom vậy mình chẳng tha nè để quạt miền ở bài hai chuyện đọc từ đọc ram nè nơi về để quạt chlong chúng người tham làm đừng hỏi quạt ai bị vót tới chia ram rầy cái lại đừng hỏi để nè từng ông nút cứ trời thua ca tạm tan cả chia bài đầm bấy cũng ao bị vót từ đó sạch làm khổ จ้ะอันนั้นยังตลอดตัวการเป็นนัดเชียงวิ่งตาการเป็นนัดเชียงนั้นยังอาจดังเปลี่ยวไว้คลาสที่เราไปจำมาดังโดยจำท่าเช่นการเป็นนัดเชียงคืออาจดังปีหมกเกียร์ทลายดังปีการตามดานมือท่าท้ายทลายว่าเยอะมีนเมโรคหรือก็ออดเราแต่ทุกการเชียบาร์หรือก็ออดอันนั้นคือมีนการเป็นนัดเชียงคืออาจดังบางปันดังจ้ะจะได้สำหรับการช่วยโกวิ่งเดี๋ยวต้นนังการทวีโก เวียนเมียนกะในได้จำบาดจมพัวเนี่ยเวียนปัญหาทลายประเภทเบหรือก็พลางประเภทเซหรือก็เนี่ยได้กวาดเวียนปัญหาทลายแบบกวาดนั้นโจสับเพียบกระดันจังคือเอโก้นั้นอาจจะดังท่าตากวาดเวียนดมสายโดยเจ็ดดมกี้กิ๊กตึกหรือก็ดมอับสายหรือยังหาท่าดมโบทลายหรือก็ดมมหาฤทธิ์ตัวเอโก้เวียนตัวในตีสำคัญสำหรับมือดมแต่เวียนในขนมทลายจ้ะจ้ะจะได้แต่ปอนแต่นังไฟโบรสแกนเวง มีมุกเงี้ยสำคัญเอาไปคลายในโครงการตรวจประเด็นถลางบ่อยยืนเตี้ยต้นหนึ่งไฟโบรสเกนเปียถ้าไฟโบรสเกนบ่อยยืนเบาเฉียวเอาเฉียงเงี้ยยุลเปียถ้าไฟโบรสเกนคือการวัดผิวต้นหรือก็ผิวเรื่องในสายทลายจังไฟโบรสเกนมีมุกเงี้ยมุ้ยฉบับล้ออาจเอาไปยืนดังปีทลายบ่อยยืนนั้นท่าตายืนในขนมดมหนักการหน้าดมหนักการทลายในล้อหรือก็ดมหนักการทลายบ่อยยืนกระนั้นพวกไฟโบรสเกนเปียเอาดมลายเล็กมั่วเฉียวเละฉบับล้อ อาจยังดังปีทลายอ่อนหรือก็ทลายกระนั้นจานแต่อันนี้คือสังตายเชียจำเลยละอ้อมวยในโครงการศึกษาสมัยยนต์ปีสกปรกเพียบพลางหรือบ่อยยังตาตายังจำใบเนื้อปีนะในยังยังกระทาวิจิเปเบริมวยได้จำใบเตยตายปีนั้นในสกปรกเพียบพลางหรือบ่อยยังเตี้ยต้นหนึ่งกาปีนั้นดึกยมบาลรุมเล็กปีคังเลือหายกรุบเตียงอ้อเหนือเตียงอ้อกลัวตายปีนั้นมือทลายประเภทเบ้หายหนึ่งประเภท C ยังอาจพูดแต่เชื่อมเตอร์ท่าตายังมีตุกเมโรคลามประเภทเบ้หรือก็อ้อหรือมีตุกเมโรคลามประเภทเซหรือก็อ้อรีไอมวยเทียดคือยังอาจมือประปวนกาเปียแต่ยังหาทางอังติโก้บางยังมีอังติโก้หายยังมีชีวิตลามประเภทเซเต้คือยังจับใบทายยังกลัวแต่ตามดานขนมอยากเปลี่ยนปีชนะหรือใบชนะจุ่มปูนเนี่ยธรรมดาแต่จุ่มปูนเนี่ยได้ประกอบไปเจียจีบะโดยเจียจี ทางแปดไอ้จุงการกอดอาจมือหรือก็ตามดานพวกจุงการประกอบจีบแบบนั้นกอดอาจปะปอลหนึ่งเชียมหรือก็อาจหมดไหลอันนั้นคือแต่ตามดานในบานเป็นตัวจังแบบจังจะมีในทางจุดดีแปดคืออาจไปชมแต่นั่งฉลองจมูกเซ็งๆไหนแบบคือกอดอาจไปชมมุกโดยสารกอดเนื้อจมูกแปด ตัวจีบแซ่คือปัญหาโดยเฉพาะเนี่ยได้กอดเถื่อการแบบการหรือก่อนเนี่ยได้กอดประชมมุกหนึ่งปะปอลกาจะทำการไอ้นั้นจุงการกอดอาจประชมมุกหนึ่งการหมดมิจูลเดอร์ขลุ่นได้คือเวียนพิเอโรยได้เกณฑ์หนึ่งเยอะนะปัจจัยน้องกาในคลาสยังตายแต่ประหยัดกินได้ตัวจะประหยัดแก่การปีประสานชีพชีพบางนึกช่องจังรุมเล็กเนยจุ่มหนึ่งมวยแปะปอนแต่หนึ่งจุ่มมือมหาฤทธิ์ทลายแต่ซาตายนี่คือเชียร์ยังกระทำแปะปอนแต่หนึ่งสกปรกทลายไหนจะเอาลูกเอาไปจำมาได้จุ
ຈົ່ງຮຽບສູ່ປະເມິດຕົວສະນິດກະຊົນຈະຕີເມດໄຕຖ້າໃຫ້ຈົ່ງມືມະຫາຣິດດາຄົນອ້າຍນັ້ນຄືພິຍຮອຍຕິດແມ່ນແຕນໃນຖ້າບົດສຸຂະພິບໄຊຖ້າລາມຍັງຫຼໍຖ້າລາມຍັງອັດກຣັນເດການວິວັດຕໍ່ឲ្យມີມະຫາຣິດດາຄົນອ້າຍນັ້ນຄືພິຍຮອຍຕິດແມ່ນແຕນຊັ່ງຕາຕິດບໍ່ຍັງໃຫຍ່ໂຕຄືຕິດປន្តែໂຕຍມາໄວ້ຈົ່ງປູນະໄດ້ມີຖ້າລາມປະເພດ B ຫຼືກໍນະໄດ້ກອດຖ້າລາມຂອງກອດໄດ້ຍັງຖືຟິບໂຣສແກນໂຕຄືອັບລິກ 4 គឺអ្នកដែលគាត់មានថ្លើមប្រភេទ mà đọc bài dự bản này, cái này dừng rục rục, khuyên đồng can tài túi, túi chương
មួយសង់ទីម៉ែត្រទុជាង15សង់ទីម៉ែត្រគឺយើងអាចធ្វើការព្យាបាលបានរហូតដល់អាចបើយើងនិយាយទៅគឺថាអាចជានឹងភាគរយគឺច្រើន ចា៎នាយរួមលោកប្រជាប្រិយមិត្តបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់មុខងារថ្លើមក៏មានសារៈសំខាន់ថាតើនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីបង្ការយើងគួរតែមានវិធីបង្ការបែបណាខ្លះហើយឥឡូវមុនយើងចូលវិធីបង្ការចង់ឲ្យលោកប្រជាប្រិយមិត្តបញ្ជាក់ពីផលវិបាកវិញនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាថ្លើមវានឹងអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរទៅដល់ខ្លួនមនុស្សនោះ ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងតើតើនឹងបញ្ហាមុខងារថ្លើមតាមពិតថ្លើមបើយើងនិយាយជាសរុបទៅគឺជាកោសិកាមួយសំខាន់មិនអាចអត់បានទេអញ្ចឹងកាលណាមុខងារថ្លើមអន់ថយធ្វើអាចធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងនឹងអន់ថយជាពិសេសគឺការបំពេញមុខងារផ្សេងៗអញ្ចឹងកាលណាបើយើងនិយាយទៅថ្លើមកាន់តែអន់ថយមែនទែនខ្លួនយើងមិនអាចទ្រទ្រង់បានយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ចាតែយើងគួរមានវិធីបង្ការបែបណាដែរដើម្បីឲ្យសុខភាពថ្ល
làng màu quỳnh chẳng dương đọt sai mùi là hai nè đại miền bảy nhà thằng một phép bế cua tại tam đan thuê cả chị bá nè đại miền bảy nhà thằng một phép xế cua tại tam đan thuê cả chị bá bởi có miền chư tế cua tại chạm vạn sáng đầm bầy ở miền bắc quan cà phê chấm cua thằng một phép bế hay chấm đợt mùa chết cứ ca pizza sra bia được sra nâng cua tại miền cùng rất dù đằng khác được có ai chia viếng bán dương thuê cả chia viếng hay bảy nhà trong cõi cứ cả prathanam đòi miền bị chạm mình chia cha con luôn vẫn chạm đất để ban miền bắc xa lầm ất yang bóc bái bẹp bòn từ nâng một nghề thợ ấm hào nâng cao tụ phần đất chị đam chân chịu cho cao như ta luôn vẫn chạm đất miền chi sao với làm bay và đam nhà chuẩn đạo tu sĩ cái chân chi bắc xa mà làm bắt chưa bắt tu tơ tam đoàn cha bạn chị ăn nội sát nhôm sôm tí muối cứ sôm chùm rồi nhau ở miền ca hát prán chụp bột bia à chui tiếng sầu phiệt lắm tiếng sầu phiệt tụ từ tí pí sôm ao nhầm tật ở bàn cục cuốn pí pí từ bảy lít cái nồng muối tháng ngày trở lọ về bền tập bền nắng hay tí bấy cứ cá bò được hộp chùm này hà chiếc xe cứ bẩn lái bảy to nằm lại chơi về miền chùm để tí chơi đánh chui cà pía chui ở riêng cài rừng mua mày thằng chui cà pía nồng luồn riêng phong hay trong cái đó cứ thua cả chạy sọc cọp hiệp chỉ riêng rồi chăn nam được ăn pi chăn nam mà đong trong buộc cả chạy sọc cọp hiệp nâng đôi chỉ cả thua tẻ chiêm cả thua cô được cả thua vài bộ scan nâng cứ tẻ tôn đồng bảy hà thằng on nâng dương cua tại thua thằng đầm bảy ỏi chỉ riêng bị bảy hà thằng làm thằng จ้ะอกุลปัจจุบันสาสําคัญในสาจงក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំសុខភាពថ្លើមរបស់យើងឲ្យបានល្អតាមរយៈការពិនិត្យឈាមនិងការទូពិនិត្យតាមអេកូសាស្ត្រជាដើមចាអញ្ចឹងនិយាយយឺរួមគឺមុខងារថ្លើមនោះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសារពាង្គការរបស់មនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការតាមដានជាប់ជាប្រចាំគឺយានណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខភាពរបស់យើងផងដែរដើម្បីឲ្យយើងរស់រៀនជាមានជីវិត ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង